Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta lại gặp nhau. Mình hôm nay sẽ hướng dẫn các bạn một công cụ. Đấy là ảnh nói, Talking Photo. Với công cụ Talking Photo thì các bạn có thể biến được một bức ảnh bình thường thành một bức ảnh có thể chuyển động và nói được. Cái này có thể áp dụng với chính ảnh của bản thân mình cũng như ảnh của các nhân vật nổi tiếng. Khi các bạn muốn các nhân vật nổi tiếng nói những câu nói nổi tiếng của họ thì các bạn chỉ cần tải một cái ảnh về, công cụ AI sẽ xử lý và biến đấy thành một bức ảnh biết nói. Nào, chúng ta hãy cùng bắt đầu. Để sử dụng được công cụ ảnh nói thì chúng ta vào trang web acun.com. Trong acun.com thì các bạn chọn đến phần photo, talking photo. Mình có cô gái đang nói. Cái phần trang web acun.com thì hôm trước mình đã hướng dẫn cho các bạn một phần đăng ký rồi. Thì khi mà đăng ký thì cũng rất đơn giản, các bạn chỉ cần chọn vào Zone Free Train. Mình thì đã đăng ký sẵn rồi, thì đây là cái giao diện của Acun. Chúng ta chọn đến phần Talking Photo. Còn phần Talking Photo này thì nó sẽ có cái phần là chọn hình ảnh, chọn cái file, các bạn đưa cái file các bạn cần nói vào đây. Còn đây là một số cái hình ảnh mẫu. Thì ví dụ như là mình sẽ chọn cái file của Ronaldo. Đây mình đã làm sẵn có file của Ronaldo. Ngay sau khi tải một lúc thì phần bên này là sẽ cái ảnh và lúc nữa nó sẽ biến thành là cái ảnh nói. Bên này là phần content, tức là cái phần text mà bạn muốn ghi cái nội dung ở bên này. Thì cái phần ở bên dưới thì có phần voice là giọng nữ hay là giọng nam. Và phần dưới nữa là chọn cái giọng người đọc cái đoạn đấy. Thì mình có thể thử, ví dụ như với Ronaldo thì chọn nam. Mình sẽ chọn theo giọng Matthew. Hi, I'm Matthew. I will read any text you type here. Hi, my name is... Hi, my name is Joey. Hi, my name is Steven. I will read any text you type here. Thấy giọng của Matthew có vẻ Hi, hơn. Hi, I'm Matthew. I will read any text you type here. Có một nhược điểm của cái tool Talking AI này là về phần ngôn ngữ thì nó rất hạn chế, nó được rất ít cái ngôn ngữ ở đây. Vì vậy nên là ta có thể chọn được một vài cái ngôn ngữ thôi. Thì đây là mình sẽ chọn tiếng Anh. Để chọn tiếng Anh thì mình chọn đó là dịch tiếng Anh. Chào các bạn. Đấy, mình cho cái phần này text. Ở đây text mình chọn xong cái này thì mình ấn xuống dưới thì mỗi ngày nó cho mình 10 credit. Mình ấn vào chữ 2 credit general. Sau khi các bạn ấn vào 2 credit general thì sẽ chuyển sang cái phần là result. Phần này là sẽ hiển thị được cái quá trình mà cái video của nó ran lên. Mỗi video thì các bạn ran mất tầm 5 đến 10 phút vì cần phải thay đổi ngôn ngữ và thay đổi cái khẩu hình miệng nên mất thời gian khá lâu. Trong thời gian chờ đợi thì có thể làm cái ảnh khác. Đây mình cũng chọn đây. Trong chọn file, trong phần file này thì Ozawa dịch Việt. Đấy, đây là Ozawa. Ozawa thì người Nhật nên là mình sẽ chọn sang là Nhật. Nhật. Rồi. Mình sẽ copy cái đoạn này lại. Vào đây. Xong các bạn cũng như lúc nãy, đây là mình sẽ chọn sang là tiếng Nhật. Còn thử giọng, đây là con gái. Đây. Konnichiwa, Kazuha desu. Yomitai tekisto wo koko ni nyūryoku shite. Konnichiwa, Tomoko desu. Yomitai tekisto wo koko ni nyūryoku shite kudasai. Sau khi chọn giọng của Kazuha rồi, cũng ấn hai quest general. Chờ một lúc, tưởng tượng bên này báo success thì nó sẽ chuyển sang cái trang lúc nãy là cái trang chờ. Cái trang này nó sẽ chờ một lúc thì nó sẽ ra được cái kết quả.
cho các bạn. Đây mình đã làm sẵn cho các bạn. Đây rồi. Đây là cái video mà mình đã làm sẵn. Đây là Ozawa. Konnichiwa, minasan, shiawase na tsuitachi o onori shiteimasu. Ai shiteimasu. Đấy, khẩu hình miệng rất chuẩn. Đây là thử trang của Ronaldo. Hello everyone, remember to watch my next match. Là lúc nãy là mình chọn nhầm sang tiếng nữ giới, bây giờ mình chuyển sang là giọng nam. Đây, Matthew. Hello everyone, remember to watch my next match. Về phần talking photo thì video tên cũng đã hướng dẫn cơ bản cho các bạn. Nếu như các bạn muốn dùng nhiều tính năng hơn của Icon thì các bạn phải mất phí. Thì ở đây là cái bảng phí của bên Icon. Thì mỗi credit thì nó tính là 0,035 đô. Và nếu mà mua nhiều thì giảm xuống còn 0,028 đô. Theo mình thì vẫn nên dùng free. Với chất là giải trí thì mình nên dùng free. Trong cái video tên có phần nào mà các bạn chưa hiểu thì comment cho mình. Hẹn gặp lại với các bạn trong các video sau. Xin chào các bạn.